Hello hello. Hôm nay là một ngày cũng khá là đặc biệt. Đặc biệt ở đây là một ngày rất là nóng và đồng thời thì tôi lại có dịp sử dụng một chiếc xe cũng đặc biệt với cá nhân tôi, cá nhân mình, bởi vì là chiếc xe này thì mình đã quay một thời gian khá là lâu trước đây rồi, hồi kênh cũng mới làm. Và hồi đấy thì thực ra thì cái nền tảng trải nghiệm nó cũng không có quá nhiều, và đồng thời thì hồi đấy là cũng trải nghiệm cùng với chủ xe, thế nên là nhiều khi nó cũng rất là hạn chế. Nhưng hôm nay tự dưng có một cái công việc và có cơ hội được trải nghiệm chiếc xe này trong một ngày nắng nóng. Anh em có thể nhìn thấy là nhiệt độ đang báo ở trên xe đây là 38 độ, và đây là một chiếc xe mà mang lại khá là nhiều cảm xúc. Thì mình cũng muốn quay lại cái video này để chia sẻ cái cảm xúc của mình với chiếc Beijing X7. Đây có một cái camera 360. Thì thực ra là mình cũng không đánh giá cao cái camera 360 của cái xe này lắm đâu, tại vì là nó cũng hơi khó nhìn, nó cũng về mặt độ nét thì nó cũng hơi bị kiểu sơ gắt quá về cái độ tương phản, đồng thời nó cũng không phải là quá nét. Đó, tuy nhiên thì cái thứ mà mình đang muốn chia sẻ ở đây với cái video này thì là cái trải nghiệm rất là nhanh về chiếc xe này. Không phải là một cái trải nghiệm giống như mọi khi có thể test được, mà chỉ là một cái chia sẻ của mình, cảm xúc. Bởi vì thực ra là mình cũng đang có một cái cảm xúc rất là tốt với chiếc xe này. Mặc dù mình cũng bảo là mua thì hơi khó đấy, tại vì thực ra là tiền thì không có, giờ thì chả ai có tiền. Thứ hai thì thực ra để mà bỏ tiền xuống tiền mua một cái chiếc xe Trung Quốc thì đối với mình nó là một cái hơi khó, nó chưa đủ thuyết phục về mặt thương hiệu. Tuy nhiên thì nếu như chọn một cái lát cắt là sử dụng nó để đi trong một cái ngày như thế này thì phải nói là cái chiếc xe này nó mang lại với độ sướng rất là tốt. Đầu tiên thì chúng ta chỉ cần nhìn vào đây thôi, chúng ta có một cái tính năng là thông gió ghế. Thật sự thì trước giờ thì anh em xem những cái review thì anh em có thể thấy là lúc nào cũng nói về cái tính năng này, nhưng chẳng biết là nó có thật sự tốt hay không. Nhưng tuy nhiên thì khi mà mình trải nghiệm ở đây, trải nghiệm thực tế thì mình nhận thấy là nó rất sướng đấy nhá. Trong một ngày nóng như này, ngồi lên mà cái lưng của mình nó được mát, nó không bị ướt mồ hôi, không bị thấm, và đồng thời nó rất là mát, thì đấy là một điều rất là ngon rồi trong một ngày mà nó nắng nóng như thế này. Thêm vào đó thì là cái trải nghiệm lái của nó ở trong phố, thì thực sự mà nói thì chiếc xe này nó có một cái mức độ cách âm phải nói là rất là ngon. Nhưng mà khi đi ở trong phố, có lẽ là cái tiếng ồn lớn nhất của nó khi mà đây thì nó chỉ cảm thấy là có một cái tiếng lăn tăn dội từ dưới mặt đường lên. Còn lại thì hầu như là chúng ta cũng sẽ không nghe thấy có một cái tiếng ồn gì quá từ môi trường, và đặc biệt là từ kho động cơ thì cái khối máy này cũng hoạt động khá là êm. Lại nhìn cái cam thật sự là không ưng lắm đâu. Đó. Cái mức độ cách âm này thì chúng ta có thể cảm nhận được trong một cái phân khúc khoảng 700 triệu, có số vừa hạng B hoặc là hạng C thì khó chiếc xe nào có thể mang lại cái mức độ cách âm như thế này. Với cái mặt đường như thế này, bởi vì là chúng ta cũng cảm nhận được là chiếc xe nó rất là cố gắng để có thể là triệt tiêu phần lớn những cái tiếng ồn khó chịu, những cái lọt vào là những cái rất là ít thôi. Đấy, thì ở đây mình sẽ chạy một đoạn để anh em có thể phần nào. Sẽ nói ít lại. Xe này mới chỉ chạy khoảng 6.600 cây, đồ còn rất mới, gần như là một chiếc xe chưa hết roda. Về mặt cảm giác lái thì chiếc xe này cũng thật ra không phải là nó không phải thể nó là kiểu lanh lẹ thể thao dính lưng dính ghế, mà chiếc xe này nó sẽ thiên về êm ái và mượt mà hơn. Thế nên là những cái thao tác đánh lái cũng như là cái phần vô lăng ở đây thì cũng cho một cảm giác mượt. Mình thì mình kỳ vọng là nó có một cái độ siết cũng như là một cái độ chi tiết cao hơn thì nó sẽ phù hợp với cái trải nghiệm tổng thể hơn. Chiếc xe này nó vẫn có những cái khoảng hẫng hơi khó chịu một chút. Cái vô lăng này thì nó không phải là thật sự là có cái độ siết tốt. Tuy nhiên thì về cái khả năng
truyền đạt ý tưởng thì mình nghĩ là nó cũng ở mức ổn. Tức là với từng cái pha đánh lái thì chúng ta vẫn có thể là khi mà quen thì chúng ta vẫn nắm bắt được cái cách mà cái vô lăng này nó điều tiết cái hướng lái thì nó sẽ ổn hơn. Đó, thì đấy là một điểm mà mình cảm thấy là nhờ chiếc xe cái vô lăng này nó vẫn có những cái điểm tốt. Về tầng treo thì chiếc xe này có lẽ là nhiều người đã nói rồi, nó là một cái hệ thống treo thiên về êm ái, và đôi khi thì đi không đủ tải chúng ta còn cảm thấy nó hơi chồng chành, thì mình cũng cảm nhận được cái sự chồng chành đó khi mà đi trong phố. Nhưng mà nó chỉ là rất nhỏ thôi, và chúng ta phải đi qua những cái mặt đường mà nó phải thật sự gắt cơ, chứ còn nếu như là đi trong phố như này thì phải nói là nó thật sự thoải mái, nó không quá là tạo ra những cái rung lắc khó chịu, và cái cách dập tắt dao động của nó cũng khá là dứt khoát. Đồng thời thì hệ thống treo cũng phần nào dày dặn, tạo cho chúng ta một cảm giác tự tin, thoải mái, cách biệt với mặt đường tốt và hấp thụ những cái dao động rất là tốt. Mình bật cả giữ làn cả, nó vẫn chưa bắt được làn đường thì phải, vẫn chưa bắt được. Đấy, và trên cái mặt đường này là một mặt đường rất là nhám nhá. Em có thể nhìn thấy là nghe thấy là cái tiếng, cái âm của nó rất là ổn. Chúng ta vẫn thay cảm thấy cái tiếng rào rào thôi, nhưng mà tiếng rào rào đấy chúng ta thấy là nó đã được triệt tiêu đi rất là nhiều rồi. Lần này tốc độ khoảng 60. Nói chung là cái cách mà nó phanh này thì cũng khá là giống người đấy, không bị kiểu sợ đâu. Nhưng thì cái giữ làn này nó vẫn chưa hoạt động. Phanh rất là mượt, hợp lý. Ta có thể điều chỉnh khoảng cách với xe phía trước, gần lại, xa ra. Bắt đầu bắt được làn rồi đấy. Đường này đang thoáng, mình sẽ thử chạy tăng tốc một chút xem như thế nào. Trước hết là thấy là máy không gào, chạy rất là êm. Và đồng thời thì những cái cú tăng tốc mượt, nó không phải là một cái kiểu thốc thốc, tuy nhiên chúng ta vẫn cảm nhận được là chiếc xe này cho một cái lực tăng tốc ổn. Xe khoảng 180 mã, không phải là con số kiểu nổi bật ở trong phân khúc, tuy nhiên thì mình nghĩ là nó cũng đủ dùng đấy. Xe khi mà sang làn những cái cú như vừa rồi cũng khá ổn, không có cái trạng thái trong chành. Cảm thấy là cái thân xe nó hơi sao động. Tuy nhiên thì mình nghĩ là cái chiếc xe này với một cái cấu hình là xe mới thì nó đang tạo cho mình một cảm giác yên tâm hơn so với những gì mà mình nhớ về chiếc Beijing X7 mà đã chạy được khoảng 3 vạn của bạn mình và mình đã từng được trải nghiệm. Đó, thì đấy là một chút cái khoảng tăng tốc để anh em có thể cảm nhận được. Về chạy chu trong phố để anh em gọi là có một chút cảm nhận thôi, chứ còn hơi khó để có thể đánh giá, vì thực ra là thời gian trải nghiệm không có nhiều. Nhưng mà trời thì nắng như thế này, một
ngồi một cái chiếc xe nó êm, nó mượt và thấy điều hòa, thực ra điều hòa của chiếc xe này cũng khá là mát đấy. Ngồi từ nãy giờ để khoảng 23 độ, 24 độ thấy là nó bị lệch, chênh lệch nhiệt độ ấy. Cũng hơi chuẩn đấy so với nhiệt độ bên ngoài. Mình thì cũng có nhiều người quen chạy Beijing X7 thì đến thời điểm hiện tại chạy đến khoảng 4 vạn, 5 vạn cũng có. Thì mọi người cũng không thấy phàn nàn gì về cái độ bền của nó cả. Chỉ có là thỉnh thoảng có một số những cái đồ mà nó hơi độc dị, đặc dị một tí thì phải hơi chờ hơi lâu một tí. Thì cái đấy thì cũng hơi khó tránh vì cái hệ thống phân phối của họ thì cũng chưa thể bằng những cái hãng lớn được. Tuy nhiên mình nghĩ là chấp nhận được, nhưng đấy là một cái anh em phải chấp nhận nhá. Đấy, chứ còn để mà nói là nó bằng được thì rất là khó, và nếu như chúng ta chấp nhận được thì chúng ta dùng một cái hãng nó ít người biết đến hơn, ít người sử dụng hơn, thì những cái đấy là hoàn toàn phải chấp nhận thôi. Đó. Ok, đấy là một cái vừa rồi là một cái video trải nghiệm rất là nhanh cũng như là rất là vui vui với chiếc xe này. Mình hoàn toàn không có ý định là sẽ quay, chẳng qua là khi mà chạy thì nó có những cái trải nghiệm và nó có những cái cảm xúc mà mình muốn ghi lại để có thể chia sẻ với anh em. Trong một ngày rất là nắng nóng và trải nghiệm một chiếc xe rất là êm mượt và nói chung là cũng thích ấy, cũng không phải là quá tệ đâu. Thì anh em nghĩ như thế nào về chiếc Beijing X7 này thì có thể cho mình biết ở phía dưới comment. Video đánh giá chi tiết hơn thì mình cũng, cái video trải nghiệm chi tiết hơn thì mình cũng để ở phía dưới comment, hoặc là mình sẽ tag ở đâu đấy trong video để anh em có thể tìm được. Nếu như thấy hay và thích thì hãy like và subscribe cho Hello Xe, và quan tâm đến một cái mẫu xe nào đó thì các bạn có thể search cái từ khóa kèm với tên Hello Xe. Thì mình đã có khoảng gần 70 video về nhiều mẫu xe rồi, thì anh em sẽ có thể tìm được những cái video nếu như mình đã làm. Cảm ơn và hẹn gặp lại những video sau. Bye bye.